Các bạn ơi, hôm nay mình review mà đào đất thủ công nha nha các bạn. Đào đất bằng len. Ngày xưa cũng thường đào đất như thế này không này các bạn ơi. Và bây giờ có máy móc thay thế một phần nào sức lao động, nhưng mà bây giờ cũng vẫn còn cách đào đất thủ công. Cái này là mình đào bưng phèn nha các bạn. Tại mình làm ít quá, mình không có mướn gobe vô làm được. Cái này gobe vô làm cũng được, nhưng mà mình làm ít, cho nên mình kêu gobe vô thì hơi khó. Mình ra mình phải đào bằng tay. Ngày xưa không có máy móc thì đào mương liếp bờ là bằng cây len này không nha các bạn. Đào từ cục đất vậy đó. Thậm chí mà cái con sông dài cũng hồi xưa cũng đào bằng len này luôn các bạn. Rồi đó, như cái sông của mình ở dưới là như cũng đào bằng len phải không chứ? Rồi đó hả? Cậu Chính. Ừ. Rồi đó, cái sông của mình cũng đào bằng len phải không? Ừ. Đào bằng len không, giờ nó mới sáng múc. Cái này mình đào đường nước. Đào đường nước để nữa sau này mình bơm nước cho nó dễ, cho nó mau khô các bạn ơi. Mương này lúc trước là mình mướn gobe đào nha các bạn. 1-2 năm gì đó cái mương này nó cạn rồi. Giờ mình phải vắt lại cho nó sâu lại, đang mình bơm nước cho nó mau rút nước. Tại làm ít thì mình mướn đầu tay thôi, chứ nếu mà làm nhiều thì mà chắc mình phải mướn gobe. Một ngày với đào khoảng công không cô Chính? Công được. Đào mương phèn gì là còn nhẹ đó các bạn. Hồi xưa mà đào mương liếp, mà mương rộng 4 thước mà sâu mấy lớp ở dưới các bạn, đứng ở dưới mương mà quăng lên tới trên bờ á. Đào gì là nhẹ hơn ngày xưa dữ lắm rồi đó. Cục đất gì nè mà đứng cái mương sâu mà mấy lớp ở dưới cỡ 3 thước không? Đào 3 thước à. Đứng dưới đáy mương mà quăng lên tới trên bờ có 3 thước á. Hồi xưa con người ta mình mạnh lắm. Mình bây giờ làm cái đó chắc là không nổi đâu. Bây giờ mà kiếm người mà đào mương mà mấy thước đó mà quăng lên tày cọc như vậy chắc là không nổi thiệt. Bây giờ là cứ be múc không à. Bây giờ làm mương liếp toàn là gobe múc không à. Chỉ có đào đường nước, đào chút đỉnh gì thì mới có đào tay, đào thủ công gì thôi.
chứ giờ kiếm người đào thủ công gì cũng hơi khó luôn các bạn ơi. Mai chắc con cho kêu cày cày trễ quá à. Cày sớm đây rồi không mưa mà không có điều cái lúa gãy lên dữ lắm. Đợi mưa xuống khoảng chừng 1-2 tấm mưa gì đó cày luôn thì lúa gãy ít lên. Với mỗi năm cày sớm cái không mưa nha, mà lâu lâu mương đám, lâu lâu mương đám ướt đất lúa gãy lên quá trời lên nè à.